Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay hiện tại Tiến và Tiền đang ở trong một khách sạn Hoyana, là một khách sạn rất là nổi tiếng tại Hội An. Và ngày hôm nay thì sẽ review cho tất cả các bạn những cái món ăn ở trong đây nha. Và không biết là sau khi thưởng thức thì anh Tiền cảm thấy những cái món ăn ở đây như thế nào, và đặc biệt trong cái chuyến đi này mình có được những cái điều gì tuyệt vời từ công ty. Ok, cảm ơn em. Đây là câu hỏi anh đó. Anh cũng cảm nhận điều đó. Vì bình thường á, làm bên ngoài thì mình chưa có cảm nhận, hay là chưa có một cái công ty nào họ thưởng thức cho mình những cái điều giá trị như thế này. Sau khi mình làm việc và đồng hành với công ty những năm tháng thì cảm thấy được, sau khi mình sẽ có một kết quả nhỏ thì mình cảm thấy là công ty cực kỳ tuyệt vời. Và là cho mình đi trải nghiệm và thưởng thức rất là nhiều những điều rất là tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó, mình ăn uống những cái đồ ăn mà tại những nơi á, mà bản thân Trình cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy happy lắm. Vì Trình cảm thấy là bên những công ty lúc trước Trình làm á, không phải mình nói về xa xăm, nhưng mà mình nói ở đây là mình bỏ ra cái sức lực như vậy, nhưng mà khi công ty tưởng thưởng cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nếu trong cuộc sống mà mình mà chọn đúng một công việc, đúng một lĩnh vực, đúng với một cái công ty á, thì họ ở á, thì mình làm mình sẽ nỗ lực, nhưng mà kết quả đem lại thì đã là một câu hỏi với rất là nhiều những người bạn trẻ. Nhưng mà anh Tình rất là may mắn, may mắn ở đây là có một người bạn đã chia sẻ nói về công việc ABC. Thế là Trình vào làm, khi mà vào làm thì rất là nhiều những người bạn trẻ họ cũng nhau đồng hành và làm, thì sau khi làm thời gian này mình cảm thấy kết quả rất là hạnh phúc luôn. Khi mình nỗ lực mình làm thì mình thấy kết quả ngày hôm nay thì các bạn cũng biết, sau khi xem video của Trình đây là những cảm nhận. Mà nếu những người bạn nào không biết tò mò công ty gì mà họ tài trợ mình, họ cho mình những giá trị như vậy, thì hãy cùng nhau liên hệ Trình nhé. Ok, cảm ơn mọi người.